Tiếp tục quay trở lại với tựa game Huyền thoại đảo kho báu, và chúng ta đã có thêm được ít code mới, và cái code đó thấy bảo ngon phết anh em ạ. Hôm nay test thử xem cái code đó ra sao, code ở cái sự kiện trao quả code. Và con game này mới ra một vị tướng mới anh em, đó là đây đây, cho anh em xem luôn. Hiện tại thì mình cũng đã sở hữu rồi, tuy thế thì mình chưa có những cái đồ cần thiết cho nhân vật này. Đây, Yamato. Yamato hiện tại là mình đã sở hữu 8 8 phôi. Và mình sẽ nâng cấp lên xem nó ra sao nào. Cần 4 thì sở hữu 6, vậy là mình được 4 sao anh em. Kiếm thêm 4 mảnh à 4 nhân vật nữa để mà nâng cấp lên 5 sao. Và Yamato thì chúng ta có thể là chuyển đổi từ DA sang Yamato cũng được. Tại vì là cái đồ đạc của nó thì đều dùng được của DA anh em nha. Tuy thế mình đang thiếu đó là cái linh hồn, mình đang thiếu cái linh hồn, mình đang thiếu nên là mình đây ở đây mình còn đang thiếu Frankie cũng đang thiếu linh hồn, là mình hiện tại đang không có cái rương để lựa chọn linh hồn. Yamato cũng tương tự như vậy, đang thiếu linh hồn nên là mình cũng ngại cho vào lắm, không có cái rương nào để mà lựa chọn cái linh hồn của Yamato cơ anh em. Tuy thế thì chúng ta hãy cùng đến với Yamato xem có cái gì hấp dẫn anh em nhé. Đây này, Yamato hiện tại thì các cái top đang chuyển hết toàn bộ từ DA sang Yamato rồi. Về kỹ năng của Yamato hãy cùng theo dõi. Chúng ta sẽ có được cái kỹ năng đó là Yamato triệu hồi cái sức mạnh sấm sét hấp thụ cho bản thân trong 15 giây, tăng 80% công phép anh em nhé. Đây là một vị tướng sử dụng công phép à. Nó còn thêm được tăng thêm 80% thủ vật lý và thủ phép. Đây là một tanh anh em ạ. 80% công phép, thủ vật lý và thủ phép. Trong thời gian này nếu mà cả địch tấn công bằng cái đòn tấn công thường thì sẽ bị trừ đi 65 sĩ khí. Ồ, được phết nhỉ. Trong 15 giây này anh em này, tăng 80% công phép, thủ vật lý và thủ phép. Và trong cái thời gian này nếu mà kẻ địch tấn công bằng đòn tấn công thường thì sẽ bị trừ 65 sĩ khí anh em nha. Ở đây thì nó ghi là anh, đây là một một vị tướng nam anh em nha. Một con trai đây chứ không phải con gái đâu anh em. Gây 380, cái chỉ số này chúng ta không nên đọc, gây sát thương phép thôi anh em. Hút toàn bộ cái kẻ địch lại gần cái bản thân và khiến chúng bị câm nặng trong khoảng 4,5 giây. Câm nặng thì sẽ không thể nào sử dụng được kỹ năng anh em nha. Không sử dụng được kỹ năng phản choáng và câm nặng tướng địch 7 giây đầu đầu diễn ra trận đấu, tăng tốc công 21. Ồ, đây có tăng tốc công ngon đấy anh em này, phản choáng và câm nặng địch rồi phản lại anh em ạ. Cái phản này thì không biết là nó có phản lại và ép cái hiệu ứng choáng và câm nặng vào kẻ địch hay không, hay là nó chỉ phản lại thôi, nó không bị dính cái choáng và câm nặng nhỉ. Ở đây chúng ta có thêm một cái chiêu thứ tư, đó là Yamato tấn công kẻ địch xa nhất anh em nhé, gây sát thương phép và làm choáng chúng ta vòng 2 giây. Yamato này nếu mà vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái hồn đây ạ. Vậy thì Yamato sẽ sử dụng cái hình xăm, đó là cái hình xăm tăng sát thương phép anh em nhé. Khi chiến đấu cho bản thân khi chiến đấu tăng cho bản thân 15% sát thương phép. Rồi, ép cái sát thương phép vào là ok anh em này. Tại vì chiêu của Yamato thì chủ yếu là chiêu sát thương phép anh em nhé. Đó. Mình sẽ cố gắng là đợi chờ để mà nâng cấp Yamato lên thêm được một sao nữa, là tương đương với 5 sao. Và cố gắng sẽ đi kiếm thêm cái hồn cho Yamato. Chứ Yamato bây giờ chưa có cái gì hết. Trang bị thì bây giờ có thể là chuyển đổi sang cho từ DA sang cũng được. Tuy thế thì đây cái Yamato thì có thể là sử dụng cái Nerikawa. Tại vì ở đây nó đi cùng với Yamato anh em nhé. DA và Yamato đều chung với nhau hết anh em ạ. Ở Yamato thì chúng ta có thể là nhận được ở cái sự kiện đó là đua top item. Đó là cái bông hoa này thì ai top 1 sẽ nhận được 24 mảnh. Đấy, top 2 nhận được 12 mảnh. Cái này thì là đã kết thúc cái sự kiện rồi anh em ạ. Ngoài ra thì chúng ta có thể là vào cái phần sự kiện và phần lễ Tết, và ở đây nó có cái phần đó là hoạt động đổi đồ. Anh em có thể là đổi Yamato với 1.000 hoa anh em nhé. Ở đây thì mình hôm qua có việc nên là cả ngày hôm qua không chơi được con game này,
nên là sự kiện này hiện tại đang khá là phí và thực sự tiếc anh em nha. Rồi bây giờ thì đến code anh em ạ. Code thì vẫn như những cái code khác thì GC gạch chéo GC trong phần chat này, sau đó thì nhập cái gift code vào. Gift code thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video, em có thể là nhập vào và nhận quà em nhé. Đây là cái code đầu tiên của chúng ta, nhập vào nhận quà cho mình 500 kim cương và nhiều những cái phẩm nâng cấp khác em nhé. Tiếp tục là gạch chéo GC và đây là cái code thứ hai. Xóa cái dấu cách này đi. Ôi, ở đây đang có cái dấu cách đang bị thừa ra anh em ạ. Đó thì đây là cái code của chúng ta, nói chung là nó cũng gọi là tầm vừa vừa thôi. Chúng ta sẽ có thêm được một vé gacha ở trong phần nhà hàng với gacha siêu cấp. Ở đây thường mình nắm chìa thế nhỉ. 2 này, 3 này, 4 này. Mình cần những cái vị tướng có thể là kích duyên để mà lưng sao. Sao kích duyên tướng càng cao thì chỉ số được tăng cường càng cao em nhé. Nên là bây giờ gacha thì gacha nào cũng được. Cái phần gacha vàng của chúng ta ấy, gacha cao cấp ấy, gacha tỷ lệ ra đỏ giờ thấp thực sự luôn ấy. Không biết có phải là bị fit cái tỷ lệ hay là do cái ác của mình đen nữa anh em ạ. Gacha rất là ít có thể ra được đỏ. Đây, khó lắm anh em nha. Còn ra những cái nhân vật tím rồi cam rồi anh em, không có nhiều. Rồi, đấy là toàn bộ cái video ngày hôm nay về trải nghiệm Yamato. À không, hay là vào đi solo ở trong bảng xếp hạng xem thế nào nhỉ. Top, để xem là chúng ta có thể là solo. À Yamato thì lưu ý là nếu mà anh em có thể nhận được ở cái phần Yamato nó ở chỗ nào nhỉ? Tích tiêu đúng không nhỉ? Có phải tích tiêu không? Phải tích tiêu cho à, tích làm ngày hay sao ấy? Cái sự kiện quần què gì mà nó cho Yamato ấy nhỉ? Tích làm tổng à? Không phải. Nói chung là nó có cái sự kiện và nó có thể là nhận được cả trang phục của Yamato nữa. Đây, đây chính là trang phục của Yamato. Ngoại trang này, ngoại trang Yamato. Đấy, tăng công phép 50%. Trang phục phải đẹp phết đấy anh em ạ. Đẹp thực sự của nó đấy. Để solo với cái top đây có Yamato 3 sao này. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà xem được chiêu xem nó như thế nào em ạ. À cái này chúng ta phải vào đấu trường, chứ còn solo ở kia là không solo được. Hạng 4 213 này. Ở đây có Yamato, tuy thế thì mới đang dùng có 3-4 tướng rồi. Yamato thì bảo trâu lắm, trâu vừa đây anh em. Trâu khủng quá rồi. Chết quạc bắt đầu còn đâu. Thế bảo trâu lắm anh em ạ. Yamato ấy, hạng 3 này. Thì thế thì nếu mà xác định mà không có vật phẩm cho Yamato ăn học đầy đủ hay là đầy đủ đồ của Yamato thì tốt hơn là chúng ta nên từ từ hãng, cứ bình tĩnh. Trâu lắm. Ôi giời. Đấy, trâu mà nó còn phá được cả chiêu của nó còn chặn và nó làm giảm cái sát thương. Ui, trận này thì cũng gọi là 19-10. Hạng 3 này, hạng 19-10. Ôi, Roger Edo lên được đỏ, đỏ cộng mấy rồi, đỏ cộng 1 cái cộng 2 rồi. Ui, quạt mình đau phết này. Không xả chiêu được ạ. Không xả chiêu được anh em ạ. Roger Edo của mình không xả chiêu nổi.